mừng toàn thể các anh chị đến với tập đoàn có tên gọi là Livantest. Và Livantest là một tập đoàn có lịch sử hình thành phát triển đến bây giờ là 34 năm tại Hoa Kỳ ạ. Bản thân em đến bây giờ là 37 năm và tập đoàn của chúng ta đã có lịch sử hình thành 34 năm, thì các anh chị biết là cái lịch sử dày dặn đến mức độ như thế nào đúng không ạ? Với một nền tảng như thế này của Hoa Kỳ, tập đoàn của chúng ta có trụ sở tại bang Utah của Hoa Kỳ sẽ là một cái thông tin rất uy tín để các anh chị chúng ta cùng thẩm định cái nền tảng của một tập đoàn, của một sản phẩm. Một thông số tiếp theo nữa là gì ạ? Trong suốt một thập kỷ qua thì rất nhiều các công ty tập đoàn họ nghiên cứu về ngành khoa học nutrigenics, tức là tác động được vào gen dinh dưỡng, tác động vào bộ gen của con người. Và ngày hôm nay Livantest của chúng ta là tập đoàn tiên phong trong ngành khoa học nghiên cứu về gen dinh dưỡng. Vậy thì cụ thể các sản phẩm của họ như thế nào, công nghệ ra sao mà ngày hôm nay chúng ta được gọi là tiên phong? Và một cái sự khác biệt nữa của tập đoàn Livantest, một thông tin uy tín vô cùng mà các anh chị chúng ta sẽ cùng thẩm tra tập đoàn của chúng ta, đó là gì ạ? Đó là mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq. Sàn chứng khoán Nasdaq là một trong hai sàn chứng khoán lớn nhất tại Hoa Kỳ. Sàn chứng khoán lớn nhất là sàn chứng khoán New York và sàn chứng khoán lớn thứ hai đó là Nasdaq. Và Livantest của chúng ta lựa chọn niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Nasdaq bởi vì họ sẽ cam kết với thế giới là gì ạ? Đó là cái sự minh bạch về tài chính và họ sẽ cam kết về cái chất lượng tiêu chuẩn sản phẩm của họ công bố với toàn thế giới. Bởi vì mã cổ phiếu nó gắn liền với giá trị doanh nghiệp, mã cổ phiếu nó gắn liền với tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Ngày hôm nay các bác chị đã biết ở Việt Nam chúng ta rồi đúng không ạ? Cổ phiếu tập đoàn SLC đúng không ạ? Khi mà công ty doanh nghiệp có vấn đề, ngay lập tức giá trị cổ phiếu doanh nghiệp suy giảm và có thể là bay khỏi thị trường sàn chứng khoán luôn đúng không các bác chị? Và vì vậy cho nên mà đặc biệt là ở Hoa Kỳ hay là các quốc gia phát triển tiên tiến thì cái việc họ lựa chọn niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq là một thông số vô cùng uy tín để các bác chị chúng ta có thẩm tra. Và cũng chia sẻ với các bác chị bật mí các bác chị, mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq là một tiêu chí quan trọng nhất để ban đại công ty lựa chọn sản phẩm này, tập đoàn này đưa về Việt Nam, thưa tất cả các chị. Đó là tiêu chí đầu tiên mà ban đại công ty lựa chọn để đưa về Việt Nam trong rất nhiều các sản phẩm của Hoa Kỳ, thưa tất cả các chị. Đó để các chị chúng ta hiểu được tại sao lại mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq nó quan trọng đến mức độ như vậy, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về sản phẩm, về công nghệ của nó và mang đến tác dụng gì với cơ thể của con người. Thưa tất cả các bác chị, tập đoàn Livantest của chúng ta có rất nhiều dòng sản phẩm, nhưng trong đó có một sản phẩm mang lên thương hiệu của Livantest. Đó là một dòng sản phẩm mang lên thương hiệu của tập đoàn Livantest. Và trên màn hình các bác chị nhìn thấy, đây chính là cha đẻ của sản phẩm, tiến sĩ giáo sư John McCoy. Và ông đã mất 40 năm cuộc đời của mình cùng với 20 cộng sự để nghiên cứu tại trường đại học Colorado của Hoa Kỳ. Có nhiều người đã nghĩ rằng tại sao ông chỉ nghiên cứu hơn 40 năm. Và tiến sĩ của chúng ta đến bây giờ là hơn 70 tuổi và ông đã mất 40 năm cuộc đời của mình cùng với 20 cộng sự để miệt mài nghiên cứu. Bởi vì ông biết sẽ có con đường đó, bởi vì ông biết sẽ có hoạt chất đó, sẽ có vai trò rất to lớn với tế bào, với cơ thể của con người. Và ông miệt mài nghiên cứu, thí nghiệm, test, kiểm nghiệm lâm sàng. Và cuối cùng ông đã thành công với công trình nghiên cứu của sản phẩm Potasim NRS2 sau 40 năm. Vậy sự thành công của ông là như thế nào? Và sản phẩm của chúng ta thành công là như thế nào? Được minh chứng như thế nào? Thì trên màn hình đây là những thông số vô cùng quan trọng mà chúng ta cùng thẩm tra. Ngày hôm nay bản thân em chia sẻ với các chị dựa trên thông số kỹ thuật, dựa trên thông số của nhà khoa học cung cấp, chứ không phải chúng ta nói chung, nói qua loa, mà chúng ta phải dựa trên con số có thật của các chị. Và góc trái màn hình của các chị nhìn thấy, đây chính là huân huy chương Edward Preston của Viện Hàn Lâm Ranking. Và huân huy chương này chỉ dành cho những nhà khoa học có những phát minh mang tính xuất chúng và đột phá. Và ngày hôm nay công trình nghiên cứu của tiến sĩ giáo sư John McCoy đã giúp cho ông nhận được huân huy chương này rất danh giá và giúp ông sánh ngang các nhà khoa học lỗi lạc như là Marie Curie hay là ông bà điện Henry Ford, thưa tất cả các chị. Tiếp theo nữa là gì ạ? Sản phẩm Potasim NRS2 của chúng ta sau công trình nghiên cứu hơn 40 năm đã làm cho rất nhiều các viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới và các trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ họ thực sự bàng hoàng sửng sốt. Và chính vì điều đó đã có đến 31 báo cáo kiểm nghiệm lâm sàng của rất nhiều viện nghiên cứu nổi tiếng của thế giới như Nhật, Cộng hòa Séc, Mexico và đặc biệt rất nhiều trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Mỗi nơi họ tình nguyện chi phí ra $1 triệu các bác chị, nó tương đương với gần 24 tỷ Việt Nam đồng để kiểm nghiệm lâm sàng. Kiểm nghiệm lâm sàng là như thế nào? Đó là cho rất nhiều người được dùng thử và trước khi dùng sẽ lấy máu xét nghiệm, sau khi dùng lấy máu xét nghiệm lại để kiểm tra chỉ số đó. Và 31 báo cáo kiểm nghiệm lâm sàng đã giúp cho công trình nghiên cứu của tiến sĩ giáo sư John McCoy được cấp 3 bằng phát minh sáng chế độc quyền. Bằng phát minh sáng chế độc quyền đầu tiên được trao giải thưởng vào ngày 25 tháng 8 năm 2009. Bằng phát minh sáng chế độc quyền thứ hai được trao giải thưởng vào ngày 12 tháng 4 năm 2011. Và bằng phát minh sáng chế độc quyền được trao giải thưởng gần đây nhất năm 2019 các chị, tức là mới cách chúng ta khoảng 3 năm. Như vậy liền tin chắc chắn rằng các chị sẽ tìm được rất ít các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bên ngoài thị trường mà công trình nghiên cứu đó hơn 40 năm, mà công trình nghiên cứu đó giúp nhà khoa học đạt được huân huy chương sánh ngang nhà khoa học lỗi lạc như là Marie Curie, mà công trình nghiên cứu đó đã có đến 31 báo cáo kiểm nghiệm lâm sàng, và đặc biệt là công trình nghiên cứu đó đã có đến 3 bằng phát minh sáng chế độc quyền. Đến thời điểm này thì có thể tự tin nói rằng Potasim NRS2 của chúng ta đang sở hữu những tiêu chí vô cùng khác biệt, độc đáo, ưu việt mà rất ít các sản phẩm trên thế giới có được, thưa tất cả các chị. Đó chính là sự khác biệt và chính vì điều đó sản phẩm của chúng ta đã mang rất nhiều tác dụng cho cơ thể của con người. Bởi vì được kiểm nghiệm lâm sàng rồi, các chị, 31 báo cáo kiểm nghiệm lâm sàng đã có rất nhiều người sử dụng, hàng triệu người được sử dụng sản phẩm này rồi và được test trước và sau khi sử dụng sản phẩm của chúng ta.
tính ưu việt và công nghệ đột phá của thế kỷ 21. Trong cơ thể của chúng ta, chắc hẳn quý bác chị trong khán phòng này đến 80% quý bác chị đều biết một nguyên nhân sâu xa dẫn đến cơ thể của chúng ta phát sinh các bệnh lý là gì ạ? Bắt đầu có bệnh mãn tính, bệnh nan y, từ ung thư, từ tiểu đường, từ huyết áp, từ tim mạch, từ xương khớp, từ rất nhiều các vấn đề về đường tiêu hóa, rất nhiều bệnh lý trong cơ thể của chúng ta. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng có một nguyên nhân chung vô cùng khủng khiếp mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường. Đó chính là gì ạ? Đó chính là phân tử xấu. Mà khoa học chúng ta dùng một cái tên, đó chính là gì ạ? Gốc tự do, thưa các anh chị. Và tình trạng gốc tự do trong cơ thể của chúng ta tấn công tế bào đến mức độ dẫn đến tế bào chúng ta bị stress oxy hóa. Thì khi cơ thể chúng ta bị stress oxy hóa quá nhiều thì bắt đầu các bệnh mãn tính, bệnh nan y nó sẽ tự lần lượt đến cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta không thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, nếu chúng ta không bổ sung ăn uống khoa học, tập thể dục vân vân và vân vân, thì chắc chắn các bệnh mãn tính đó nó sẽ đến rất nhiều trong cơ thể của chúng ta. Và ngày hôm nay thực trạng Việt Nam của chúng ta, các bệnh mãn tính này nó trẻ hóa rất nhiều các chị, vì ăn uống, vì lối sống, vì môi trường, vì sinh hoạt, vì rất nhiều thứ. Và đó chính là nguyên nhân sâu xa trong cơ thể của chúng ta dẫn đến rất nhiều loại bệnh trong cơ thể của chúng ta. Nó có thể dẫn đến 200 loại bệnh trong cơ thể của chúng ta, từ gốc tự do tấn công phá hủy tế bào trong cơ thể của chúng ta. Đơn giản chúng ta hãy nhìn trên màn hình ạ. Tế bào chúng ta nếu trạng thái bình thường, cơ thể chúng ta nhiều tế bào, trạng thái bình thường, cơ thể chúng ta rất là khỏe mạnh. Nhưng tế bào bị gốc tự do tấn công bắt đầu suy yếu và cơ thể của chúng ta bị tế bào stress oxy hóa, bắt đầu có bệnh mãn tính, bệnh nan y nó xuất hiện. Và chính vì điều đó, ngày hôm nay cũng như trước kia, trên khoa học trên thế giới, rất nhiều các nhà khoa học có nghiên cứu các phương pháp, các sản phẩm làm thế nào để ngăn chặn cái quá trình gốc tự do tấn công tế bào, làm thế nào để xử lý quá trình stress oxy hóa, hay còn gọi một cách đó là gì, đó là trung hòa gốc tự do, xử lý stress oxy hóa trong cơ thể của chúng ta để đảm bảo sự cân bằng trong cơ thể của chúng ta. Và có rất nhiều cách trên thế giới, và chúng ta thường biết đến một cách, đó là gì ạ? Đó là chúng ta bổ sung vitamin, acid amin, vitamin A, C, E, siêu quy 10, khoáng chất, protein. Đó là chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống hàng ngày, nó vai trò vô cùng quan trọng. Rất quan trọng đó là chúng ta ăn uống bổ sung vitamin, acid amin rồi các thực phẩm chăm sóc sức khỏe từ bên ngoài. Để gì ạ? Để trung hòa gốc tự do, để xử lý stress oxy hóa. Và phương pháp này rất tốt. Rất nhiều các sản phẩm đang sử dụng phương pháp này cách ăn uống, nhưng có một điều là nó rất nhanh chóng bị bão hòa. Khi nào chúng ta ăn thì nó xử lý được, khi nào chúng ta không ăn thì nó không thể xử lý được với giá trị. Và cái tỷ lệ chúng ta ăn hàng ngày nó không đủ để có thể xử lý tất cả những gốc tự do và phân tử xấu đó nó sản sinh trong cơ thể của chúng ta. Và ngày hôm nay có một công trình nghiên cứu đã mang tên, mang đến một cái công trình đó, tên gọi đó là gì ạ? Đó là công trình nội sinh, thưa các anh chị. Vậy thì nội sinh đó là gì và ngoại sinh là gì? Phương pháp mà chúng ta bổ sung chất chống oxy hóa từ bên ngoài bằng việc ăn uống vitamin, acid amin, đó chính là phương pháp ngoại sinh. Và ngày hôm nay, sau công trình nghiên cứu hơn 40 năm của tiến sĩ giáo sư Dương Văn Coi, ông đã phát hiện ra có một con đường để kích hoạt được các enzyme nội sinh tự thân trong cơ thể của chúng ta. Và công trình mất 40 năm của ông, thưa tất cả các anh chị. Vậy công trình đó là gì ạ? Đó là nghiên cứu về sản phẩm Cotagen NRF2 của chúng ta. Với sự mix của 5 loại thành phần thiên nhiên thảo dược của sản phẩm Cotagen NRF2, tinh chất nghệ, trà xanh, rau đắng biển, hạt kế sữa, nhân sâm Ấn Độ, 5 thành phần thảo dược thiên nhiên trong tự nhiên của chúng ta. Nhưng ông đã mất 40 năm nghiên cứu để mix ra một công thức độc quyền của mình để phát hiện ra một con đường có tên gọi, đó là con đường NRF2. Và con đường NRF2 đó nó chính là một dạng protein. Và protein đó khi đi vào trong cơ thể, tất cả các anh chị, nó đi vào tận nhân của tế bào, kích hoạt tinh hạt thể của tế bào, tự sản sinh ra các hoạt chất enzyme vô cùng quý giá trong cơ thể của chúng ta. Trong cơ thể của chúng ta luôn luôn có rất nhiều các hoạt chất enzyme, nhưng 3 enzyme quan trọng nhất nhì ba trong cơ thể của chúng ta để xử lý gốc tự do, để xử lý oxy hóa, đó là enzyme SOD mà các chị nhìn thấy trên màn hình mình đang cắt màu vàng. Enzyme thứ hai đó chính là catalase, enzyme thứ ba đó là glutathione. Đây là 3 enzyme quan trọng nhất nhì ba trong cơ thể của chúng ta luôn luôn thường trực để xử lý gốc tự do, xử lý stress oxy hóa. Đó chính là hàng rào phòng thủ vô cùng quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Nhưng có một thực tế, quy luật tất yếu của tự nhiên là bắt đầu từ 20 tuổi trở ra thì hàng rào phòng thủ này nó suy giảm. Đồng thời đó là trong cơ thể chúng ta cái việc sản sinh ra gốc tự do, độc tố, stress oxy hóa nó nhiều hơn cơ thể chúng ta có thể sản sinh, enzyme có thể sản sinh trong cơ thể của chúng ta. Và cái lượng enzyme trong cơ thể của chúng ta sản sinh ra không đủ phục vụ cho nhu cầu cơ thể chúng ta cần để có thể xử lý gốc tự do, để xử lý tình trạng stress oxy hóa các bạn chị. Đó là một quy luật tất yếu. Và bắt đầu tuổi càng cao thì gốc tự do, stress oxy hóa càng nhiều, môi trường làm việc ăn uống nó tác động càng nhiều, và cái lượng enzyme này trong cơ thể chúng ta sản sinh ngày càng suy yếu, không đủ cho nhu cầu cơ thể chúng ta cần. Và tiến sĩ giáo sư Dương Văn Coi đã làm một điều vô cùng tuyệt vời, đó là kích hoạt được các enzyme này bằng con đường NRF2 mà ông nghiên cứu hơn 40 năm. Và minh chứng là gì ạ? Sau một tháng các chị sử dụng đều đặn một ngày một viên Cotagen NRF2 thì enzyme SOD tăng lên 30%. Và sau một tháng các chị sử dụng đều đặn một ngày một viên Cotagen NRF2 thì enzyme catalase tăng lên 54%. Và đặc biệt đó là enzyme glutathione sau 120 ngày sử dụng thì tăng gấp 3 lần. Những chị em nào quan tâm đến làm đẹp, sáng da, nội tiết tố thì sẽ rất biết đến enzyme glutathione. Còn các nhà khoa học, bác sĩ của chúng ta rất quan tâm đến hai loại enzyme, đó chính là SOD và catalase, hay còn gọi là chất men. Hai chất men này vô cùng quan trọng trong cơ thể của chúng ta để xử lý gốc tự
do để chống oxy hóa, để xử lý tình trạng chết oxy hóa trong cơ thể của chúng ta. Và điều tuyệt vời của công trình tiến sĩ giáo sư John McCoy đó chỉ cần 1 tháng sử dụng đều đặn 1 ngày một viên thôi quý bác chị. Thì enzyme estrogen tăng lên 30%, enzyme catalase tăng 54%. Và đây là con số được minh chứng, con số được khoa học chứng nhận về công trình nghiên cứu của tiến sĩ giáo sư John McCoy. Và đó chính là tính ưu việt, sự khác biệt của sản phẩm của chúng ta. Và vì vậy cơ thể chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn rất nhiều từ việc sử dụng 1 ngày một viên potassium NRF2 với công trình enzyme đó là nội sinh thừa tất đặc của bác chị. Vậy thì sẽ có nhiều quý bác chị thắc mắc là vậy sản phẩm này về thị trường Việt Nam sẽ có những tác dụng gì? Tôi uống bệnh nọ bệnh kia tôi có cải thiện hay không? Tôi bị vấn đề về già lão hóa, tôi muốn trẻ đẹp thì sản phẩm được hay không? Rất nhiều các câu hỏi quý bác chị. Nhưng có một câu trả lời đó là gì ạ? Potassium NRF2 của chúng ta không phải là sản phẩm thuốc, không có thể thay thế thuốc chữa bệnh. Nhưng ngày hôm nay nó là một công trình nghiên cứu khoa học, nó là tính y khoa lịch sử của nó đã có thể xử lý được rất nhiều nguyên nhân gây bệnh trong cơ thể quý bác chị. Mà chính vì điều đó sản phẩm của chúng ta có mặt tại thị trường Việt Nam 2 năm đã giúp cho rất nhiều câu chuyện vi diệu tại Việt Nam của chúng ta. Đó là khách hàng bị gì ạ? Ung thư, tiểu đường, huyết áp, thậm chí có những bệnh nhân bị bệnh viện trả về suy tim, suy thận dùng sản phẩm của chúng ta đến bây giờ thực sự vô cùng vi diệu quý bác chị. Những câu chuyện nhân chứng này là những cái điều tuyệt vời mà sản phẩm chúng ta đã mang lại mà không ai có thể chối bỏ được quý bác chị. Đó là kết quả sử dụng sản phẩm. Nếu mà chị chúng ta không tin, chúng ta hãy vào kênh YouTube Sức khỏe quý hơn vàng. Ở trên đó có hàng nghìn câu chuyện nhân chứng sử dụng sản phẩm đạt kết quả vô cùng vi diệu về sản phẩm potassium NRF2. Và nếu chúng ta không tin nữa thì tối thứ 6 hàng tuần, đặc biệt là thứ 6 tuần này, quý bác chị hãy vào phòng Zoom giống như phòng Zoom ngày hôm nay 256 256 5656 để chúng ta sẽ nghe tiếp tục những câu chuyện nhân chứng họ sử dụng sản phẩm, họ nói những câu chuyện của mình, họ kể câu chuyện kết quả của mình với những người thân để các bác chị chúng ta sẽ trực tiếp nghe những câu chuyện nhân chứng được không thưa tất cả các chị. Thì đó chính là câu chuyện nhân chứng mà Lê muốn chia sẻ với các chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và có một vài câu chuyện rất đặc biệt đấy có thể chia sẻ với các bác chị. Câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện của bệnh nhân Hoàng Văn Long, anh làm ở Thái Bình với bác chị và anh kể câu chuyện rằng anh vô cùng tự tin và tự hào sức khỏe của mình. Chưa bao giờ anh có thể nghĩ rằng mình có thể bị bệnh bởi vì anh là phi công. Và anh đã huấn luyện rất nhiều và luôn luôn tự tin sức khỏe của mình. Nhưng vào một ngày anh phát hiện ra mình bị ung thư đại tràng đi và ra đúng bác chị. Và lúc đó anh đã tìm rất nhiều phương pháp để điều trị, rồi phẫu thuật và rất nhiều phương pháp và anh tuyệt vọng của bác chị. Và trước khi anh sử dụng sản phẩm này thì anh có chụp lại cái hình và các bác chị nhìn thấy hình của anh tròn đấy ạ. Đây là cái khối u ở cổ của anh trước khi sử dụng. Và vào hành trình sức khỏe nên không còn nhớ số bao nhiêu nữa, hình như số 13 hay 14 đúng không ạ? Anh Hoàng Văn Long là một người may mắn, là một bệnh nhân may mắn nhận được phần quà của hành trình sức khỏe. Và lúc đó anh nhận được một lọ tinh dầu quý CB Unwell và anh quyết định đặt thêm 3 lọ potassium NRF2 để sử dụng kết hợp. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi quá trình sử dụng sản phẩm của anh đã đạt kết quả vô cùng vi diệu. Và đến bây giờ anh tin yêu sản phẩm vô cùng và đang chia sẻ lan tỏa giúp cho rất nhiều bệnh nhân và những người thân xung quanh anh, đặc biệt ở thị trường Thái Bình thưa tất cả các chị. Đó là câu chuyện đầu tiên của anh Hoàng Văn Long. Và chúc anh thật nhiều sức khỏe, hãy lan tỏa thật nhiều hơn nữa sản phẩm potassium NRF2 để cứu được nhiều người được không ạ? Chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo, đó chính là bệnh nhân chị Hà Liên. Chị Hà Liên cũng là bệnh nhân từ Thái Bình, chị bị bệnh đó là trụy tim quý bác chị. Với căn bệnh này thì hàng xóm, bác sĩ xung quanh nhà chị ai cũng biết và luôn luôn thường trực để đưa chị đi viện cấp cứu bất kỳ lúc nào. Và nhiều người thân xung quanh đó còn nói rằng là chị Hà Liên đến bây giờ còn nghĩ là chị Hà Liên đã không còn sống với bác chị bởi bác sĩ còn nói rằng với bệnh của chị khó có thể sống với bác chị. Đó là trụy tim mà chị đã bị rất nhiều lần. Và thời điểm đó gia đình hoàn cảnh khó khăn và khi biết đến sản phẩm này có chị Trần Kim, chị đã sử dụng sản phẩm vào thời điểm đó không có tiền, không có điều kiện, cho nên chỉ sử dụng một ngày một viên thôi. Và kiên trì đến bây giờ thì sức khỏe của chị vô cùng tuyệt vời và cái bệnh tim của chị đã cải thiện rất tốt với bác chị. Đó là câu chuyện của chị Hà Liên với bác chị. Một câu chuyện tiếp theo rất là cảm động, đây là câu chuyện của anh xã của chị Hà Liên, anh Tô Điều đến từ Thái Bình. Và trong một lần lao động anh bị tai nạn lao động và khi vào viện thì bác sĩ nói là anh phải trồng 100 triệu để thay khớp háng bởi vì có nguy cơ là không thể đi lại được. Và lúc đó thì không có tiền được, bác chị là điều đương nhiên không thể làm trồng 100 triệu được đúng không ạ? Và lúc đó mình nghĩ rằng còn nước còn tát và anh bắt đầu sử dụng sản phẩm potassium NRF2, nghĩ là con đường rẻ nhất và đơn giản nhất, được thì được mà không được thì thôi đúng không ạ? Và thời điểm đó không có điều kiện nên anh chỉ dùng là một ngày một viên thôi. Và cái điều kỳ diệu đã xảy ra ngày hôm nay, anh đã khỏe mạnh bình thường, không phải thay khớp háng và anh đã lao động bình thường bác chị. Thì đó là những câu chuyện vô cùng vi diệu tuyệt vời mà sản phẩm chúng ta đã mang lại cho thị trường Việt Nam trong suốt thời gian qua. Và chia sẻ đến đây anh cảm thấy thực sự rất là tự tin và tự hào với sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta được sở hữu sản phẩm này để mang giá trị cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta thưa tất cả các chị. Và một sản phẩm với công trình y khoa lịch sử đến như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn Lavitech Việt Nam đã vô cùng vất vả và đã phải ký quỹ rất nhiều tập đoàn để chúng ta là đơn vị được nhập khẩu phân phối độc quyền sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lavitech Việt Nam là đơn vị duy nhất đại diện của tập đoàn Lavitech được nhập khẩu phân phối độc quyền sản phẩm này tại trường Việt Nam. Và mỗi sản phẩm công ty đưa đến tận tay các chị đều được Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm chứng nhận cho sản phẩm đủ tiêu chuẩn chất lượng cho người Việt Nam chúng ta sử dụng. Vì vậy cho nên ngày hôm nay các chị biết đến sản phẩm tốt, hãy là những người tiêu dùng thông minh, hãy sử dụng sản phẩm công ty nhập khẩu đến tận tay các chị để chúng ta sẽ có sức khỏe tốt nhất và công ty sẽ là người chịu trách nhiệm với tất cả các chị về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thưa tất cả các chị. Chúng ta đừng tham rẻ tìm sản phẩm bên ngoài mà công ty sẽ không chịu trách nhiệm về quá trình sử dụng sản phẩm đâu quý bác chị ạ. Sản phẩm mà công ty nhập khẩu đến tận tay quý bác chị, bên cấp dưới sẽ có một cái tem của nhà nhập khẩu, chi tiết thành phần, đơn vị nhập khẩu, đơn vị sản xuất.
và trên góc mắt của tem sẽ có tem màu vàng, sẽ có hai thông số rất quan trọng. Thông số đầu tiên là mã QR code, vậy thì chúng ta có thể vào phần mềm Zalo chúng ta check bằng mã QR đấy, và phía dưới có một mã cào và có cái cú pháp để chúng ta có thể nhắn tin cú pháp để kiểm tra xem đúng có phải là sản phẩm công ty nhập khẩu đến tận tay của bác chị hay không. Và nếu mong muốn rằng chúng ta hãy là những người tiêu dùng thông minh, hãy sử dụng sản phẩm công ty nhập khẩu đến tận tay của bác chị được không ạ? Đó, và có một điều kỳ diệu nữa của Lavitech Việt Nam mà ngày hôm nay có một món quà rất đặc biệt mà Lavitech Việt Nam dành tặng cho tất cả các đại lý của Lavitech Việt Nam, đó chính là gì? Đó là một sản phẩm mà công ty cũng đã rất là làm việc với đơn vị sản xuất để có thể trở thành đơn vị độc quyền đưa sản xuất phẩm này về thị trường Việt Nam. Đó chính là tinh dầu quý CV Unwell trị giá $112, tương đương với 2.636.000 đồng. Và tinh dầu quý này nó chỉ dề để làm quà tặng cho tất cả các đại lý của Lavitech Việt Nam. Quà tặng này chỉ dành tặng và không bán. Và tinh dầu này vô cùng quý giá bởi vì nó là tinh dầu đã có lịch sử chữa bệnh đến bây giờ là 6.000 năm rồi các chị. Tinh dầu siêu ly có lịch sử chữa bệnh đến bây giờ là 6.000 năm rồi. Nó có vai trò rất nhiều trong bệnh lý trong cơ thể của các chị, từ não bộ, từ dạ dày, từ xương khớp, từ ruột, từ tim, từ mắt. Rất nhiều vai trò công năng tác dụng của tinh dầu CBD có trong và giúp cho cơ thể của chúng ta ngày hôm nay. Và đặc biệt đó là các bệnh lý về động kinh, lý đau mãn tính, sự lo âu, rối loạn giấc ngủ, phiền muộn, đặc biệt đó là bệnh ung thư. Các nhà khoa học ngày càng quan tâm đến tinh dầu CBD như một loại điều trị ung thư tiềm năng. Tinh dầu CBD có tác dụng ngăn chặn tế bào ung thư di căn, kiểm soát và thiết chất một lượng đáng kể tế bào ung thư trong cơ thể, rồi đến bệnh tim, đến hội chứng chuột kích thích và đến bệnh tăng nhãn áp. Thưa tất cả các chị, và với một sản phẩm quý như vậy, công ty đã làm việc độc quyền đối với nhà sản xuất để đưa về Việt Nam dành làm quà tặng cho tất cả các đại lý của Lavitech Việt Nam. Các chị, chúng ta trở thành khách hàng đại lý của Lavitech Việt Nam, các chị chúng ta sẽ có cơ hội được nhận phần quà miễn phí này của công ty. Thưa tất cả các chị, và đó chính là điều đặc biệt tại Lavitech Việt Nam, đó chính là điều tuyệt vời tại Lavitech Việt Nam mà muốn dành tặng cho tất cả các đại lý cộng đồng hệ sinh thái của Lavitech Việt Nam. Vâng, cảm ơn rất nhiều sự chú ý lắng nghe của tất cả các chị.